Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Chí Rỗ, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà cấp 4 có tổng diện tích là 153,9 m². Trên thổ đất căn nhà có 134,9 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Hiện em đang đứng ở trục đường quốc lộ 50. Mình rẽ trái là liên thông về cầu Mỹ Lợi khoảng là 800 m. Con đường này rộng khoảng là 20 m. Anh chị di chuyển là đường xe combiner rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và kinh doanh buôn bán là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông qua đường tỉnh lộ 873. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông về Gò Công Tây khoảng 20 km là anh chị tới nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng. Mình cách chỉ 100 m. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 5 m và có chiều dài là 27, một cạnh là 25. Để em di chuyển qua, em chỉ ganh cho anh chị nắm ha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà này. Để anh chị ở xa mình về đây thì cũng không mất thời gian ha. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển ra chợ nè anh chị rất là gần, chỉ 100 m thôi. Ở đó thì mình có trường cấp 1, trường cấp 2, ủy ban rất là gần luôn anh chị. Còn hướng bên đây là đường tỉnh lộ 873 nha anh chị. Mình di chuyển về Gò Công Tây. Phía trước thì gia chủ có đổ bê tông và có một cái bàn để buổi chiều anh chị mình uống trà. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị cô chú mình có thể mua về anh chị mình ở và kinh doanh buôn bán là tuyệt vời luôn nha anh chị. Ở đây thì mình có đèn đường luôn anh chị. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này mình đo ngang trong đây là 5 m, chiều sâu qua cái cạnh này là 27, còn một cạnh bên đây là 25. Ở đây thì căn nhà của mình gia chủ đều lót gạch hết luôn anh chị. Mỗi cây cột thì ốp gạch, tường thì lót đá qua cương. Chứ nằm thì gia chủ đều lót gạch hết luôn. Cửa của mình là cửa bằng cây nha anh chị. Hàng rào của mình là bằng sắt. Tổng diện tích căn nhà của mình là 153,9 m². Trên thổ đất căn nhà thì có 134,9 m là đất thổ cư. Ở đây thổ đất căn nhà đang quay về hướng Tây Bắc nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, mình di chuyển về khoảng 37 km là anh chị tới nha. Đây là không gian phòng thờ của mình anh chị. Phía trên thì mình còn một cái gác lửng nữa. Phía nền thì gia chủ đều lót gạch, tường thì lót khoảng 5 m. Phía trên thì sơn và đã đi bê, trần thì đóng la phong anh chị. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi. Ở đây thì căn nhà của mình có hai phòng ngủ nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Bên trong thì lót gạch,
tường thì lót cho đến mí la phong. Cửa mình là cửa bằng cây. Ở đây thì điện nước, wifi, gia chủ thì cũng đã vô sẵn luôn anh chị. Ở căn nhà của mình á, em thấy thì còn cũng rất là mới và khang trang. Về đây thì anh chị, cô chú mình mua để ở và kinh doanh, buôn bán là tuyệt vời luôn nha. Ở đây là căn phòng thứ hai của mình nha anh chị. Hiện gia chủ đang rất là gạt tiền nên giảm gấp, căn nhà phường chỉ còn giá là 1.400.000. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi giá tốt nhất để anh chị mua nha. Còn khu vực này thì mình có cầu thang để anh chị mình di chuyển lên phía trên. Phía trên thì mình còn một cái gác lửng nha anh chị. Nền nhà thì gia chủ đều lót gạch hết luôn. Phía sau đất của mình thì còn một con gạch nha anh chị. Để anh chị mình lấy nước ra vào và thoát nước rất là dễ dàng luôn anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh riêng biệt hết luôn. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị sang lắp mặt bằng, xây nhà phường lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn ha. Phía sau thì gia chủ cũng cắm trụ bê tông và đã kéo lưới hết luôn anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị yên tâm ha. Ở đây thì nhà tắm, nhà vệ sinh thì riêng biệt hết luôn anh chị. Cửa mình thì gia chủ đóng cửa bằng cây. Còn ở phía sau mình có sàn nước nè. Diện tích ngang của mình là 5m nha anh chị, chiều sâu là 27, một cạnh là 25. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Trí Rỗ, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà cấp 4 nông thôn nằm trên vị trí mặt tiền quốc lộ 1, quốc lộ 50, có tổng diện tích là 153,9m2. Trên thửa đất căn nhà có 134,9m là đất thổ cư. Ở diện tích ngang là 5m anh chị. Ở chiều sâu một cạnh là 27, một cạnh là 25. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên giảm gấp, chỉ còn giá là 1.400.000. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem vị tin. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Căn nhà của mình thì có một phòng thờ, hai phòng ngủ anh chị. Và phía sau thì mình có không gian, nhà bếp, nhà vệ sinh riêng biệt hết. Ở dưới nền thì gia chủ lót gạch hết nè anh chị. Lót cho đến mí la phong. Vị trí này thì đẹp để cho anh chị cô chú mình mua đi ở và kinh doanh, buôn bán là hợp lý nha. Ở đây thì mình có hai phòng ngủ nè anh chị. Phía trước thì mình có phòng thờ. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên giảm gấp, chỉ còn giá là 1.400.000. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha.
những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi anh chị. Ở phía trên thì mình còn một cái gác lửng nữa nha. Ở phía trước là mặt tiền quốc lộ 50 luôn anh chị. Mình cách cầu Mỹ Lợi chỉ 800m thôi. Ở đây thì mình có ba hướng anh chị mình đi. Mình rẽ phải là di chuyển về cầu Mỹ Lợi là 800m. Còn anh chị mình rẽ trái là di chuyển về Gò Công Tây anh chị. Ở vị trí này thì anh chị mình mua, anh chị mình ở và kinh doanh buôn bán là thiệt vời luôn nha. Mình cách chợ, trường học, ủy ban, ngân hàng chỉ 100m đổ lại thôi. Ở khu vực này thì mình có điện nè, đèn đường đầy đủ hết. Khu dân cư ở rất là đông luôn. Thị xã Gò Công thì đã lên thành phố Gò Công rồi anh chị. Giá này thì em thấy cũng rất là hợp lý để cho anh chị cô chú mình mua, anh chị mình ở ha. Đó, cái chợ thì nằm sát bên đây luôn anh chị. Mình cách chỉ chừng khoảng 100m đổ lại thôi. Đó, căn nhà của mình thì nằm gần ngay cái góc ngã ba nè anh chị. Đó, căn nhà mình nằm ngay chỗ này. Đẹp tuyệt vời luôn anh chị ha. Giá bán chỉ 1,7 tỷ thôi. Anh chị và các bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi thông tin đầy đủ để anh chị mình xem ha. Để anh chị mình về đây thì cũng không mất thời gian nha anh chị. Ở bên đây là đường tỉnh lộ 873 anh chị. Ở đây là mặt tiền quốc lộ 50. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ dẫn anh chị mình xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Khu vực này thì buôn bán rất là sầm uất luôn anh chị. Ở đây là tổng quan thửa đất căn nhà của mình. Em cũng xin kết thúc video nha. Hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo ha.